xem kênh của gia đình em Văn Sumo nha. Mọi người ơi, hôm nay á em làm một mâm lòng cho mọi người 5kg luôn nha. Em vừa cân rồi, em vừa cân lại lúc các thứ gia giảm vào rồi, là em vừa nộp chín xong. Em cân 5kg nha mọi người. Ăn làm sao mà hết được 5kg này. Em sẽ gửi mang lên cho bố mẹ em một ít nha mọi người. Hôm nay á em cũng không có nghĩ là em mua lòng đâu, mà tự nhiên em tới săn hè em thấy còn ruột, còn huyết, còn mỡ, còn các thứ để mình nhồi, thế em mua về em nhồi rồi nhá. Em mời mọi người cùng ăn nhá. Dạ, con chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Con chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Con mời hai bạn chờ mẹ xíu đi. Hôm nay mọi người, em có một cái suy nghĩ mới, đó là đến bán sản phẩm giảm cân với mọi người. Nhưng mà trước tiên em sẽ thử đấy nha mọi người. Hôm nay em mua một hộp này là hai gói sản phẩm giảm cân ở bên Quỳnh Trần GP nha mọi người. Tại bữa giờ cũng theo dõi chị Quỳnh Trần á, bán hàng nhập khẩu ở Nhật Bản nha mọi người. Cái này là cà phê giảm cân và viên uống chấm hơ chống hấp thụ collagen gì đấy. Bây giờ người nãy ta bay sang đây, người ta mới ship đến cho em luôn. Bây giờ em sẽ mở ra xem và em sẽ uống. Và em sẽ uống hết hai cái gói này coi em có giảm được ký nào không nha. Nếu như mà cảm thấy mà ok thì em sẽ bán cái sản phẩm này luôn nha mọi người. Đây, người ta gói vào bên trong này luôn. Rất là kỹ càng. Đây nha mọi người, đây nó là hai cái gói như thế này. Đây là cà phê. Ở trong sẽ có 30 gói như thế này nha mọi người. 30 gói như thế này. 2 4 6 8 10 12 14. Đúng rồi, ở trong sẽ có 30 gói như thế này nha. Của cái này là không có hướng dẫn sử dụng ở đây ta. Cách dùng với một gói sản phẩm uống lạnh, uống nóng đều được và uống lạnh đều được nha mọi người. Uống lạnh pha với 200ml nước muối đều trước khi sử dụng. Mỗi ngày dùng 1 đến 3 gói tùy khẩu vị rồi. Em sẽ lấy một gói, em chế luôn nha. Em có một ly nước lạnh luôn này mọi người ơi, em đổ vô đây nhá. Rồi em sẽ cuối tan nó ra này. Cái này hôm trước Quỳnh Trần có nói là bao nhiêu viên rồi, mà bữa nay em tìm ở đây nó không có ghi, cho nên em chưa tìm thấy nha mọi người đâu. À đây, quy cách sản phẩm 150 viên nha mọi người. Mỗi một ngày mình sẽ sử dụng đó là 5 viên mỗi ngày với nước hoặc nước ấm. Mỗi một ngày mình sẽ sử dụng 5 viên nha mọi người. Uống trước khi ăn nha. Bây giờ em sẽ lấy 5 viên đây em uống luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ uống cái 5 viên này và uống cái ly nước này trước nha. Cái mùi của nó có cái mùi cà phê nha mọi người. Được. Đây là mắm chanh nha mọi người, mắm tiêu chanh nhá. Mọi người ăn đi con, ăn hiện đi con. Wow, đây mọi người ơi, em mời mọi người nha, cái rồi của em đây nha. Ăn đi con. Có gấp không? Thương mẹ, đây đâu rồi? Kia, lấy cơm không? Mày lấy không? Ăn nhiều nằm ấy. Thank you.
mẹ mày nói mà quên luôn giờ con đi học mọi người ạ. Đến giờ con đi học rồi. Bây giờ tập trung ăn nha mọi người, tập trung ăn để cho bạn đi học dễ. Bữa nay ăn không ngon lắm. Không nói to gì cả. Có một thứ bỏ ra ăn thêm rất là ngon. Đây nha mọi người, trong tủ nhà em có dưa chua nha mọi người, dưa bắp cải chua, bỏ ra ăn kèm luôn. Nó rất là lạ nha mọi người. Cũng là một tay mình làm thôi, mà có hôm mình làm thấy rất là ngon. Ví dụ như hôm nay ăn thấy rất là ngon nha mọi người. Còn hôm trước em làm thì ăn nó không được ngon mấy. Dính hai miếng luôn. Lắp bên này không con? Ờ, lắp nhá. Cho con xin lắp cơ. Đúng ít không này. Phải rồi nhá. Ăn nhé, phải thử. Con trai đây mọi người, bữa nay lên cấp 2 á, thay đổi nhiều, ăn ít lắm luôn đó, bảo là con thích có 6 muối. Nhỏ mọi người ạ, ăn một bữa chút xíu cơm thôi, đồ ăn ăn ít lắm, cấp 1 đã còn mập mập xíu, mà tự nhiên cái lên cấp 2 à, gầy quá trời luôn, nhìn nhỏ xíu. Em xin dừng video ở đây nhá, mọi người xem video mà thấy yêu mến gia đình Vân Sumo thì cho Vân Sumo xin like, chia sẻ, nút đăng ký kênh để ủng hộ gia đình Vân Sumo nhá. Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video của em nhá, em xin chào, hẹn mọi người ở video tiếp theo nha.